Cách đây 2 năm, trong một lần tình cờ gặp gỡ chị Lý Thị Vang ở bản Tà Chơ, xã Kim Nội, huyện Mù Cang Chải, có quen biết với một người đàn ông. Sau vài tháng yêu đương hẹn hò, chị Vang được người đàn ông này rủ đến nhà bạn ở Lai Châu chơi. Tin tưởng người yêu, chị Vang rủ thêm em gái đi cùng. Nhưng khi thấy đi mãi không đến nơi, lại bị đẩy lên một chiếc xe lạ. Người yêu thì không thấy đâu. Chị Vang nghĩ mình bị bán, rồi rủ em gái trốn. Sau nhiều ngày nhịn đói, chị Vang mới tìm được một bản nhờ báo công an và giúp đỡ về địa phương. Ôi, hai chị em mình bảo là ôi giời, cha bị nó lừa rồi. Sao mà đi đến nửa đường thì bảo là rồi sao mà đi bảo là đi không xa như thế mà sao mà đi mãi không đến. Mình đã nghi ngờ rồi, nhưng mà nó ba thằng con trai thì mình cũng không trốn được đi đâu, thì xuống xe thì mới phát hiện ra, thì gần đến số rồi thì hai chị em mình bảo là cha bị nó lừa thôi, nó đang điện bên kia sau. Sợ, rất là sợ, nhưng mà không biết phải làm thế nào mà mới thoát được và trốn được. Đã 4 năm nay, ngày nào cũng vậy, anh Lý A Lử ở bản Chống Báo Sang, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải đều ra ngồi tựa cửa ngóng chồng em gái là Lý Thị Kê đã bị bán sang Trung Quốc khi chưa đầy 16 tuổi. Ngày đó, đứa em gái ngây thơ, chưa hiểu chuyện, cũng vì tin yêu mà đã bị chính người yêu lừa bán cho một đối tượng người Trung Quốc. Biết chuyện, anh Lử đã trình báo lên cơ quan công an. Đối tượng lừa Kê cũng đã cúi đầu nhận tội, nhưng Kê vẫn bật vô âm tín. Đi báo công an rồi, nhưng mà công an cũng tìm, nhưng mà không liên hệ được, không biết em gái đang ở đâu. Mong muốn là tìm được em gái sẽ đưa về gia đình để sống cuộc sống cho nó bình yên. Theo thống kê của công an huyện Mù Cang Chải, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra gần 10 vụ mua bán người với 20 bị can và 15 nạn nhân. Qua công tác đấu tranh triệt phá của lực lượng công an cho thấy, đối tượng phạm tội đều là người địa phương, thậm chí là anh em họ hàng trong gia đình, câu kết với các đối tượng ở các tỉnh lân cận như Lào Cai, Lai Châu hoặc người quen ở Trung Quốc để tổ chức mua bán. Không những vậy, nhiều nạn nhân mua bán người sau nhiều năm sinh sống ở nước bạn trở về thăm nhà lại tiếp tục dụ dỗ, lừa bán những người thân, họ hàng trong gia đình. Do cái nhận thức của người dân còn chưa hiểu biết. Thứ hai là có các cái đối tượng người ta lợi dụng về những cái khó khăn của người dân, người ta lừa gạt bên đi lên Trung Quốc để có cái cuộc sống ấm no hạnh phúc. Sau đó là nhiều chị em bị lừa gạt và đi sang Trung Quốc khá nhiều. Đến với thời điểm này, chúng ta tính toán là qua thống kê thì trên khoảng 30 trường hợp tức là hiện nay đang ở Trung Quốc. Đấy, còn hiện nay trong cái số mà hiện nay chúng ta đang quản lý hồ sơ thì hiện nay có 4 trường hợp. Một số trường hợp các vụ việc đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, tuy nhiên là do bị hại chưa tìm được bị hại để xác nhận được đó nên cái việc điều tra khó khăn. Hai nữa là các đối tượng mà thực hiện hành vi mua bán người đều đa số là ở địa bàn khác, thông qua các mối quan hệ quen biết trên mạng xã hội này, lấy tên giả này, rất khó khăn cho việc điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Hậu quả do nạn mua bán người để lại vô cùng nghiêm trọng, nhiều nạn nhân đã phải bỏ mạng nơi xứ người. Nhiều người khác may mắn được lực lượng chức năng giải cứu nhưng luôn sống trong những ám ảnh, thậm chí là trầm cảm, u uất và bị chính gia đình của mình ruồng bỏ. Chính vì thế, để phòng chống tội phạm mua bán người cần có sự vào cuộc mạnh mẽ không chỉ của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng mà cần nhất là sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.